424, hòe biển, tên khác hòe lông, bộ phận dùng rễ, lá và hạt. Tác dụng dược lý. Theo tài liệu nước ngoài, hạt hòe biển có tác dụng làm săn xe, hạ sốt, kiện vị, gây nôn tẩy. Lá cũng gây nôn tẩy mạnh và độc khi dùng với liều cao. Dầu chiết từ hạt có tác dụng lợi đờm. Chất cytisine có tác dụng dược lý giống nicotine, là một chất dẫn truyền thần kinh nhưng ít độc hơn. Cytisine còn có tác dụng diệt côn trùng. Hai chất Machin và N-metin-cytisine trên tiêu bản hồi tràng cô lập chuột nhắt trắng có tác dụng đối kháng nhau. N-metin-cytisine gây co thắt, còn Machin làm tê liệt. Machin còn có tác dụng chống viêm và loét. Công dụng: nước sắc từ hạt và rễ hòe biển là thuốc đặc biệt cho các bệnh đường mật. Ở Indonesia, hạt và rễ được dùng chữa thổ tả, đau bụng, kiết lỵ. Ở Malaysia, hạt, lá và rễ là thuốc gây săn xe, chữa tiêu chảy. Rễ hòe biển liều nhỏ phối hợp với rễ Kesanpinia được dùng giải độc trong các trường hợp ngộ độc do thức ăn. Lá khô nghiền thành bột mịn hoặc hạt nhai kỹ dùng đắp vết thương do gai ngạch cá độc đâm phải. Tên thái của cây hòe biển là Saraphat phít, có nghĩa là nhiều chất độc khác nhau. Có lẽ do công dụng của cây dùng làm thuốc giải độc trong nhiều trường hợp. Ở Philippines, cây hòe biển được dùng chữa đau dạ dày, dầu từ hạt xoa ngoài chữa đau xương và là thuốc lợi đờm. Ở New Caledonia, hạt và rễ hòe biển được dùng làm thuốc gây nôn tẩy, liều dùng khoảng 3 hạt. Ngoài ra ở Đông Phi, hòe biển được dùng để giúp cá. Bạn muốn biết thêm các cây thuốc, bài thuốc nam chữa các bệnh thường gặp, đơn giản, dễ áp dụng, hãy truy cập trang web baokinam.com. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.